quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 5 tháng 9 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. New York Times đưa tin Đức vừa gửi 10 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine trong tháng 8 năm 2023 và sẽ quyên tặng thêm hơn 100 chiếc sau khi tân trang lại. New York Times đưa tin Đức vừa gửi 10 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine trong tháng 8 và sẽ quyên tặng thêm hơn 100 chiếc sau khi tân trang lại. Mẫu xe tăng Leopard 1A5 được thiết kế bởi Porsche, tập đoàn nổi tiếng với các mẫu xe hơi sang trọng và được sản xuất bởi công ty Krauss Maffei tại Tây Đức. Xe tăng Leopard được quân đội Đức đưa vào sử dụng từ năm 1965. Mẫu xe 1A5 được phát triển vào thập niên 1980 và lần cuối được triển khai bởi quân đội Đức vào năm 2000. Kể từ thời điểm đó, nhiều xe tăng của Đức được cất trữ trong các nhà kho trên toàn châu Âu. Tháng 2 vừa qua, chính phủ Đức phê duyệt quyết định quyên tặng chúng cho Ukraine. Mặc cho tuổi thọ của xe khá cao, các quan chức Đức khẳng định xe tăng Leopard 1A5 vẫn hữu dụng. Trung tướng Andrei Malow, người giám sát chương trình huấn luyện binh lính Ukraine của Đức cho biết, mẫu xe tăng này có kính ban đêm và hệ thống ổn định vũ khí, ngoài ra còn có thể đi lùi. Đặc biệt, mẫu Leopard 1A5 dễ sử dụng, bảo trì và sửa chữa hơn so với mẫu xe tăng hiện đại kế nhiệm Leopard 2A6. Từ tháng 2, các đội xe tăng của Ukraine bắt đầu được huấn luyện tại Đức về cách sử dụng Leopard 1A5 và các hệ thống vũ khí khác. Họ huấn luyện 6 ngày mỗi tuần trong vòng 6 tuần trước khi trở lại Ukraine. Theo đài Russia Today của Nga, ngày 4 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc phản công của Ukraine không chỉ bị đình trệ mà đã thất bại. Thông tin được ông Putin chia sẻ với báo chí sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại thành phố Sochi, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói thêm, tổn thất của Ukraine ngày càng tăng và Kiev đã phải tăng cường nỗ lực tuyển quân. Đầu tháng 6 năm 2023, Ukraine đã phát động phản công chống lại lực lượng Nga sử dụng xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp để tấn công nhiều điểm dọc chiến tuyến Kherson, Donetsk. Theo số liệu của Nga, sau phải vượt qua các bãi mìn và không có sự yểm trợ của không quân, Ukraine đã mất ít nhất 43.000 quân nhân chỉ trong 2 tháng đầu của chiến dịch. Dù vậy, Ukraine hầu như không thể xuyên thủng ngay cả phòng tuyến đầu tiên của mạng lưới phòng thủ nhiều lớp của Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng truyền thông nhà nước Ukinform ngày 4 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sắp mãn nhiệm, ông Renikov đã phủ nhận những tuyên bố rằng phần lớn ngân sách của quân đội Ukraine đến từ sự đóng góp của các tình nguyện viên và huy động vốn từ cộng đồng. Theo ông Renikov, thì chính phủ Ukraine đã chi khoảng 100 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho cuộc xung đột. Số tiền quyên góp từ các tình nguyện viên nhận từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, thời điểm đánh dấu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, cho đến nay chỉ chiếm 3% tổng nguồn lực được phân bổ cho nỗ lực chiến tranh. Vì thế mà ông Renikov cho rằng sẽ không công bằng khi buộc tội nhà nước, bao gồm các lãnh đạo địa phương, quốc hội, chính phủ và tổng thống, phụ thuộc vào tình nguyện viên. Trên thực tế, thì phần lớn kinh phí mà lực lượng vũ trang Ukraine nhận được đến từ những người Ukraine làm việc, nộp thuế và đóng góp vào ngân sách. Ông Renikov lên làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vào tháng 11 năm 2021, ngay trước khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Và ngày 4 tháng 9 vừa qua, ông Renikov chính thức nộp đơn từ chức tới Quốc hội Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cử ông Unerov, chủ tịch đương nhiệm của Quỹ Tài sản Nhà nước, làm người kế nhiệm ông Renikov. Quá trình chuyển giao giữa ông Renikov và ông Umerov dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Theo một diễn biến khác, Ukraine và Romania đang tranh cãi về thông tin một máy bay không người lái của Nga rơi xuống lãnh thổ của Romania. Ukraine cho rằng các cuộc tập kích của Nga đe dọa tới an ninh các nước láng giềng, trong khi Romania bác bỏ thông tin của Ukraine. Ukraine cho biết có bằng chứng cho thấy máy bay không người lái của Nga tấn công lãnh thổ Romania trong một cuộc không kích qua đêm nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine trên sông Danube. Chúng tôi tuyên bố với sự tự tin và với bằng chứng rằng máy bay không người lái Sa đã thực hiện tấn công. Bằng chứng là ảnh cho thấy điều đó. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Romania Luminita Odobescu cho biết lãnh thổ Romania không bị máy bay không người lái hoặc mảnh vỡ của Nga tấn công. Tất nhiên, có nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc sự cố, nhưng hiện tại thì không phải vậy. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Trong khi chiến sự chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ Ukraine, Kiev đôi khi vẫn tuyên bố xung đột đã lan sang một số nước châu Âu. NATO đã bác bỏ những tuyên bố này.
Hãng tin TASS dẫn lời ông Api Alaudinov, chỉ huy trưởng đơn vị đặc nhiệm Atmat, kiêm phó tư lệnh quân đoàn 2 của lực lượng quân dân Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ngày 3 tháng 9 cho biết Ukraine đã mất khoảng 60-70% vũ khí phương Tây viện trợ trong cuộc xung đột kéo dài với Nga. Theo vị chỉ huy này, một lượng lớn thiết bị của phương Tây đã trúng mìn của Nga hoặc bị các lực lượng của Nga tập kích. Ông nhấn mạnh, kết quả này có thể nhìn thấy rõ ràng trên chiến trường. Theo ông Alaudinov, tiểu đoàn tấn công Aida hay Azov đã dành nhiều năm để sẵn sàng chống lại quân đội Nga, nhưng sau thời gian giao tranh kéo dài, họ đã mất đi nhuệ khí và không còn chống trả quyết liệt như trước. Ukraine hiện chưa bình luận về tuyên bố trên. Phương Tây liên tục viện trợ cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào hồi tháng 2 năm ngoái. Ukraine bị cho là tổn thất phần lớn số thiết bị do phương Tây cung cấp trong cuộc phản công bắt đầu từ đầu tháng 6 vừa qua. Hệ thống phòng thủ kiên cố gồm nhiều lớp của Nga, đặc biệt là các bãi mìn và công sự dày đặc, đã kìm hãm đà phản công của Ukraine, lực lượng thiết giáp của Ukraine, kể cả những xe tăng hiện đại như Leopard hay xe chiến đấu bộ binh Bradley đều đã bị phá hủy khi tìm cách vượt qua bãi mìn dưới làn hỏa lực của Nga do không được yểm trợ trên không. Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine ngày 4 tháng 9 thông báo, lưới phòng không nước này đã hạ 14 UAV của Nga trong đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào khu vực ven sông Danube của tỉnh Odessa, đồng thời cho biết Nga đã sử dụng UAV tương tự mẫu Shahed-136 trong vụ tập kích. Tuy nhiên, theo giới chức Odessa, một số UAV đã vượt qua lưới phòng không và đánh trúng mục tiêu, làm hư hại một số nhà kho, xưởng sản xuất, cơ sở kinh doanh máy móc nông nghiệp và công nghiệp. Oleg Kipper, tỉnh trưởng Odessa cho biết, giới chức địa phương đã ghi nhận một số thiệt hại ở khu vực dân cư thuộc quận Izmail, giáp với Romania trong vụ tập kích nói trên. Trước đó vào ngày 3 tháng 9, Ukraine cũng cáo buộc Nga tập kích bằng UAV tự sát nhằm vào cảng Reni ven sông Danube thuộc tỉnh Odessa. Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo, lực lượng nước này đã dùng UAV tấn công và phá hủy kho nhiên liệu phục vụ cho quân đội Ukraine ở Reni. Các đợt tập kích nói trên diễn ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sẽ thuyết phục được Nga khôi phục thỏa thuận ngũ cốc, tái lập hành lang vận chuyển hàng hóa an toàn trên Biển Đen. Sau khi Nga tuyên bố rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, Ukraine xuất khẩu khoảng 1/4 lượng ngũ cốc của mình qua các cảng ven sông Danube, trong đó có cảng Izmail. Ngũ cốc Ukraine sau đó được chuyển bằng xà lan tới cảng Constanta của Romania, rồi lên đường tới những nơi khác. Hải quân Ukraine vẫn đang vận hành một hành lang an toàn trên Biển Đen, dành cho tàu thuyền đến và đi từ các cảng Chernomorsk, Odessa và Yuzhny. Tuy nhiên, Ukraine cảnh báo tàu hàng đi qua hành lang nói trên vẫn đối mặt với nguy cơ bị tập kích hoặc trúng thủy lôi. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết việc thỏa thuận ngũ cốc bị dừng lại không phải là lỗi của Nga và nhắc lại quan điểm của Nga rằng Moscow sẽ quay trở lại thực thi thỏa thuận này nếu tất cả những lời hứa với Nga được thực hiện. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga trước thềm chuyến thăm Nga chính thức của Tổng thống Tayyip Erdogan dự kiến diễn ra vào đầu tuần sau. Ông Erdogan sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin tại Sochi. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen hết hiệu lực vào tháng 7 nhưng không tiếp tục được gia hạn. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cập nhật về tình hình xung đột ở Ukraine vào ngày 5 tháng 9 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.